kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc sống xung quanh chúng ta còn vô vàn điều mới là thú vị và vô cùng bí ẩn. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn đi khám phá những điều mới mẻ và bí ẩn đó. Để không bỏ lỡ những thông tin chi tiết từ kênh của chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi đến với phần thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay nhé. Megan và công nương Kate tiếp tục trở thành mối quan tâm của dư luận. Mới đây tác giả cuốn hồi ký đi tìm tự do lại chia sẻ nguyên nhân Megan thù dài chỉ dâu. Cuộc sống của Meghan và Hoàng tử Anh ở Mỹ đang diễn ra suôn sẻ. Dù gặp khó khăn do dịch Covid-19 nhưng cặp đôi đã có nhiều tín hiệu lạc quan. Sách vừa xuất bản đã bán chảy bất ngờ trở thành nguồn thu nhập tốt, đồng nghĩa với danh tiếng tăng lên. Mới đây, Meghan tiếp tục ra mắt quỹ từ thiện, cặp đôi trở nên bận rộn với cả công việc sửa nhà lẫn những hoạt động bên lề ai cũng vui vẻ phấn khởi vì cuộc sống không có bế tắc như trước. Tuy nhiên, hoàng tử Harry vẫn muốn được trở về Anh để thăm lại gia đình cùng người thân. Mới đây, giữa lúc Meghan và hoàng tử Harry đang số đỏ thì tác giả cuốn hồi ký lại tiết lộ chi tiết thù sai của Meghan. Hai nhà văn Omis Corby và Caroline Durham, tác giả cuốn đi tìm từ sau chia sẻ về mối quan hệ lạnh lùng giữa hai nàng sâu hoàng gia. Cụ thể vào tháng 11 năm 2016, Meghan lần đầu tiên đến cung điển Kensington để làm quen với gia đình Harry trong tâm trạng háo hức, xen lẫn lo âu, hy vọng mình được người nhà bạn trai chào đón thì Kate lại không xuất hiện. Theo tác giả, vì Kate là người chỉ dâu thân thiết với hoàng tử Harry nên Meghan rất tin tưởng. Tuy nhiên ở thời điểm đó, Kate lại ở nhà và không thấy dự. Sự. sự việc này khiến Meghan thất vọng và nhớ rất lâu. Tác giả cuốn hồi ký của Megan chia sẻ rằng, Megan đã rất thất vọng khi không gặp được Kate. Khi đó, công nương Kate đang ở dinh thử An Hầu gần lâu đài Sandringham cùng các con. Nhưng dẫu sao thì Megan cũng làm quen với anh trai của Harry và William cũng thẳng thắn chia sẻ rằng anh mừng cho hạnh phúc của em trai và rất vui khi thấy Harry tươi cười. Mối quan hệ chị em dâu của Kate và Megan từ trước đến nay đã trục trặc, gập gành và không tốt đẹp. Megan cảm thấy bị đối xử bất công, còn kết thì khó chịu vì em dâu cứ thích làm theo ý của mình. Có một thời gian dài, anh em hai hoàng tử ảnh phải gặp nhau và không sớt vở đi, vì sợ mất hòa khí.